hoặc nói tịnh lự ba la mật đa, hoặc nói tinh tấn ba la mật đa, hoặc nói an nhẫn ba la mật đa, hoặc nói tịnh giới ba la mật đa, hoặc nói bố thí ba la mật đa. Nói thế này: đến đây thiện nam tử, ta sẽ dạy ngươi tu học bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa. Nếu ai theo lời dạy của ta mà tu học thì mau vượt bậc thanh văn và độc giác. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy dùng hữu tướng làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, và có ý tưởng về thời gian mà dạy người khác tu học bát nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa, thì đó là tuyên thuyết bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa tương tự. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa, hoặc nói tịnh lự ba la mật đa, hoặc nói tinh tấn ba la mật đa, hoặc nói an nhẫn ba la mật đa, hoặc nói tịnh giới ba la mật đa, hoặc nói bố thí ba la mật đa, nói thế này: đến đây thiện nam tử, ta sẽ dạy ngươi tu học bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa. Nếu ai theo lời dạy của ta mà tu học thì mau nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Đã nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát rồi, liền đắc vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát. Đã đắc vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát, liền đắc thần thông bất thối của Bồ Tát. Đã đắc thần thông bất thối của Bồ Tát, có khả năng đi khắp tất cả các cõi Phật trong mười phương, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen tất cả Như Lai, ứng cúng chánh đẳng giác. Do đó, mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, dùng hữu tướng làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, và có ý tưởng về thời gian mà dạy người khác tu học bát nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa, thì đó là tuyên thuyết bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa tương tự. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân nói với bậc Bồ Tát trụ chủng tánh, nếu có khả năng lắng nghe thọ trì đọc tụng tinh cần tu học như lý tư duy bát nhã ba la mật đa thậm thâm, thì quyết định sẽ đạt được vô lượng vô số vô biên công đức. Thì này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, dùng hữu tướng làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện. Nói như thế là nói bát nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa tương tự. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân nói với bậc Bồ Tát trụ chủng tánh, những căn lành mà ngươi đã có từ khi sơ phát tâm cho đến khi chứng đắc vô dư niết bàn, trải qua thời của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác trong quá khứ, vị lai hiện tại, đều nên tùy hỷ nhóm tụ tất cả vì các hữu tình hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, dùng hữu tướng làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, nói như thế là nói bát nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa tương tự. Hết quyển thứ 145.